quyền uy, trí tuệ, quyết đoán. Sói đầu đàn, bá chủ thảo nguyên, biểu tượng bất khả chiến bại. Vic Holmes xác lập vị thế bảng vàng trên bản đồ bất động sản Việt Nam. Chiêu mộ kỳ tài kiệt xuất, lãnh đạo chiến hạm vinh quang. Cơ hội dành cho những thủ lĩnh đại tài, làm chủ đế chế Vic Holmes, xây dựng chiến đội tinh anh, kiên cường, vững vàng vượt sóng, kiến tạo kỳ tích đỉnh cao. Vic Holmes đón kỳ tài, xác lập kỳ tích, trở thành sói đầu đàn, đa mưu túc trí, dẫn đầu đội quân bách chiến, bách thắng, chạm mốc vinh quang. Vic Holmes chiêu mộ 20 giám đốc công ty, đặc quyền độc tôn, tặng 15% cổ phần công ty. 20 trưởng phòng kinh doanh sở hữu những super sale đỉnh cao, vượt sóng thị trường, định danh vị thế. Một giám đốc marketing sáng tạo, khác biệt, thực chiến. Một giám đốc tài chính tinh anh, chuyên nghiệp, nhạy bén. Một giám đốc nhân sự chiến lược, nhân hòa, kỷ luật. Quỹ hàng, vũ khí tối thượng, quyền trượng tối cao chỉ có tại Vic Holmes. Quỹ hàng Vic Holmes đầu tư thứ cấp với 2.000 căn hộ nhu cầu thực tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Quỹ hàng trực tiếp của chủ đầu tư, hệ sinh thái bất động sản toàn diện mà Vic Homes trực thuộc với 3.000 sản phẩm giá trị sử dụng cao tại Phú Thọ, Hải Phòng. Lãnh đạo đội ngũ nhân tài hàng đầu có quy mô lên tới hơn 500 nhân sự trong môi trường làm việc chuyên nghiệp rộng 2.500m2 tại Hà Nội. Bước khỏi vùng an toàn, dấn thân bứt phá giới hạn cùng Vic Homes. Vic Holmes, nơi kỳ tài kế vị, thủ lĩnh xứng tầm.